tiểu sử vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa là ai? Nguyễn Thị Ngọc Hoa sinh ngày 10 tháng 11 năm 1987. Cô sinh ra tại tỉnh Long An. Với niềm đam mê bóng chuyền từ nhỏ, 12 tuổi Ngọc Hoa đã khăn gói lên đường theo đuổi giấc mơ. Sau 4 năm tập luyện tại Long An, Ngọc Hoa chính thức được gọi vào đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia năm 2003 với vai trò phụ công. Đến năm 2009, Ngọc Hoa trở thành đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc Hoa là vận động viên duy nhất của Việt Nam từng vô địch quốc gia tại hai giải bóng chuyền Thái Lan và Việt Nam, cũng là vận động viên duy nhất giành huy chương vàng ở cấp châu lục. Ngọc Hoa giữ kỷ lục tham dự đủ 11 kỳ VTV Cup và không vắng mặt ở bất kỳ trận đấu nào. Ở Ngọc Hoa luôn tỏa ra một thứ hào quang kỳ diệu, hào quang của vận động viên nổi bật trên sân thi đấu, hào quang của người đội trưởng mẫu mực. Sau thành công ở SEA Games 25 tại Philippines, Ngọc Hoa vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngọc Hoa đã nhận được rất nhiều lời mời xuất ngoại thi đấu, cả ngắn hạn lẫn dài hạn, không chỉ từ các câu lạc bộ của Đông Nam Á mà cả Mỹ và Nhật. Năm 2007, đội bóng của trường đại học Sloan, Mỹ đề xuất một học bổng trị giá 40.000 đô một năm để đưa chị sang vừa chơi bóng vừa học văn hóa. Ngọc Hoa là vận động viên có thu nhập cao nhất làng bóng chuyền Việt Nam khi được câu lạc bộ Thái Lan Azuthaja trả lương tháng khoảng 300 USD kèm mức phí 400 USD cho mỗi lần ra sân. Ngọc Hoa góp công lớn đưa đội bóng giành vị trí thứ 3 giải chuyên nghiệp Thái Lan và ngay sau đó là chức vô địch siêu cúp Thái Lan. Theo thống kê cả hai đợt thi đấu cho Azuthaja, Hoa đã góp mặt trong đội hình chính thức trong tất cả 15 trận đấu với 13 trận thắng. Trong năm 2015, Ngọc Hoa được mời sang thi đấu cho câu lạc bộ Bangkok Glass Thái Lan. Ngọc Hoa nhận danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải, giúp đội bóng giành chức vô địch quốc gia. Tháng 9 năm 2015, Ngọc Hoa cùng câu lạc bộ Bangkok Glass giành chức vô địch ASEAN Club Championship, giải thưởng cá nhân của Ngọc Hoa. Vận động viên chắn bóng tốt nhất VTV Cup 2004, 2005, 2007, 2011, 2012. Vận động viên tấn công xuất sắc, vận động viên trẻ xuất sắc VTV Cup 2006. Vận động viên phát bóng xuất sắc toàn diện VTV Cup 2010. Vận động viên xuất sắc toàn diện VTV Cup 2011. Vận động viên xuất sắc nhất giải đấu VTV Cup 2013, 2014. Vận động viên phụ công xuất sắc nhất giải đấu VTV Cup 2015. SEA Games 25 tại Philippines, Ngọc Hoa đạt 3 danh hiệu cá nhân. Vận động viên chắn bóng xuất sắc, vận động viên ghi nhiều điểm nhất, vận động viên tấn công xuất sắc nhất, vận động viên chắn bóng xuất sắc nhất, vận động viên ghi nhiều điểm nhất tại cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á năm 2007. Phụ công xuất sắc nhất tại giải vô địch quốc gia Thái Lan 2013 đến 2014. Phụ công xuất sắc nhất tại cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á năm 2015.